Chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng Chạp, ngày rất là cận Tết. Nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm một ngôi chợ rất là đặc biệt. Đó là chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, nằm trên đường Hồ Thị Kỷ góc Lý Thái Tổ, ở phường 1, quận 10. Xe đi ngang qua bệnh viện Từ Dũ, một bệnh viện sản khoa ở Sài Gòn. Xe đang đi trên đường Lý Thái Tổ, sắp sửa tới ngã 7 Lý Thái Tổ. Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ nằm bên tay trái của chúng ta. Rồi coi chỗ mấy xe hàng đậu đó các bạn. Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ là một chợ đầu mối chuyên môn bán hoa tươi lớn nhất ở Sài Gòn, còn được mệnh danh là một Đà Lạt. Ngày thường thì chợ cũng rất là đông, nhưng mà đông nhất vẫn là vào những dịp Tết, những ngày cận Tết như hôm nay.
Thường thì chợ chuyên cung cấp giá sỉ các loại hoa tươi cũng như vật dụng cắm hoa cho các tiệm hoa rải rác khắp nơi trên thành phố. Nhưng hôm nay ngày Tết thì rất là đông người vào đây để mua hoa về trưng Tết. Vì hôm nay và ngày mai là những ngày bán hoa nhiều nhất trong năm. Những ngày cận Tết thường thì người ta mua rất là nhiều hoa tươi về để cúng ông bà, trưng trên bàn thờ, cũng như trưng cho đẹp ba ngày Tết. Nên hoa rất là bán chạy. Các xe hàng phải chở rất là nhiều hoa về để cung cấp và phục vụ cho dịp Tết. Các bạn thấy đó, ai vào đây rồi cũng phải có bó hoa cầm tay mang ra. Cái không khí đi mua hoa rất là nhộn nhịp và tưng bừng. Người bán và người mua rất là nhộn nhịp. Thank you.
chợ bán rất là nhiều các loại hoa, nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau. Các loại hoa quen thuộc như hoa hồng, hoa lily, hoa lan, hoa hải đường, hoa salem, hoa mimosa, hoa sen, hoa cúc, hoa hướng dương. Đặc biệt là vào những dịp Tết thì có bán rất là nhiều hoa vạn thọ và hoa huệ. Ngoài các loại hoa được mang về từ Đà Lạt cũng như từ các tỉnh ở miền Tây thì chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng có bán các loại hoa nhập như là hoa nhập từ bên Nhật, Thái Lan và Trung Quốc. Chợ chuyên môn bán giá sỉ cho các tiệm hoa. Tuy vậy các khách hàng mua hoa với số lượng ít cũng được hưởng với cái giá ưu đãi. Những người bán hoa ở đây rất là vui vẻ, thân thiện và dễ chịu. Ở đây còn có những dịch vụ giao hoa
đến tận tiệm nếu mà bạn mua cái số lượng nhiều. Travel Channel cùng ekip đã không quản ngại khó khăn đường xá xa xôi để mang lại cho các bạn, nhất là các bạn ở những phương trời xa xôi, những thước phim và những đoạn video clip về Tết Mậu Tuất thật là linh động và nhộn nhịp vui tươi. Với hình ảnh rõ ràng và âm thanh sống động, các bạn sẽ cảm nhận được một cái không khí Tết ở Việt Nam thật là ấm cúng và yêu thương. Mặc dù bây giờ cũng có nhiều thay đổi, tuy vậy, trong chúng ta cũng có nhiều ký ức và kỷ niệm về cái Tết xa xưa, cùng quây quần bên gia đình, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, bánh tét, nấu những nồi thịt kho và chùi bóng những cái lư đồng trên bàn thờ để bắt đầu đón một cái Tết